Châu Bùi liên tục gặp kiếp nạn, số lận đận nhưng trời thương bù lại cho một anh binh nhi 10 điểm. Đáng thật không được tưởng tượng là nếu mà hôm nay không lấy camera thì mình sẽ phóng thế nào. Nó không phải là một cái tục rất là nhỏ đâu mà thực sự vì làm người khác luôn á. Tôi chỉ cần nhìn cái áo của chúng nó bị cởi ra trên mạng thì thôi ạ. Tôi thật thà luôn. Chia tay đầy cao rồi mới biết đã từng chịu khổ thế nào. Cái cách mà họ đối xử với em sẽ là anh là con trai ấy, nên anh có quyền được chửi em. Bất bé cúng cưng và liên tục trốn vào WC để khóc. Những cái lúc mà Châu bảo là cho Châu vào nhà vệ sinh một xíu là vì mọi người biết là Châu vào đấy Châu khóc. Châu khóc rất là nhiều. Và mình cũng lo là mọi người không biết là mọi người có cảm thấy sốt ruột không. Nhưng mà mỗi lần mà xả cảm xúc như vậy rồi mình đi ra thì mình thấy cả nhà đều rất là thông cảm. Mọi người đều kiểu rồi ăn nhá, rồi luộc bánh chưng nhá, rồi ăn cái này không, rồi ăn uống trà sữa không. Mọi người không có bắt Châu phải gồng gánh, phải không được buồn. Giờ lại thêm bị quay lén, sao số chị khổ quá vậy. Thế chắc là để có đông người đấy. Hay cách nào quên rồi người ta để. Mới đây, nữ fashionista từ Châu Bùi đã bất ngờ đăng tải vụ việc bản thân bị quay lén tại một studio. Bản thân là nạn nhân nên cô nàng vô cùng tức giận và hoảng sợ. Ngay cả khi đã tìm ra được thủ phạm, Châu Bùi cũng phải sức cố gắng mới có thể bình tĩnh đối chất về vụ việc. Dưới bài post của cô nàng, rất nhiều fan bày tỏ sự lo lắng, liên tục trấn an, động viên cô nàng. Đáng nói, đây không phải là kiếp nạn duy nhất của Châu Bùi. Xinh đẹp, tài giỏi là vậy nhưng cuộc sống của cô vô cùng lận đận. Kiếp nạn đầu tiên phải kể đến là chuyện tình với anh chàng Decao. Tưởng chia tay là sự hối tiếc thì ai ngờ qua lời tâm sự của Châu Bùi, dân tình mới biết cô từng khổ sở ra sao. Cô tiết lộ tình cũ là một người rất cộc tính. Cô từng bị thao túng tâm lý đến mức cho rằng việc người yêu tương tác vật lý với mình là điều bình thường. Bởi dù sao anh ấy cũng cho mình những điều vui vẻ trong cuộc sống. Và điều này càng rõ hơn khi drama của Lâm Minh xuất hiện. Ví dụ như là anh ấy cũng cho mình kiểu vui vẻ trong cuộc sống thì mình phải chấp nhận là anh ấy sẽ có những cái tính rất là cọc tính, rất là hay. Chỉ mấy tháng trước vụ việc bị camera quay lén, Châu Bùi cũng phải đối mặt với một nỗi đau rất lớn, đó là mất bé Bí, cúng cưng đã ở bên nàng Fashion Victor suốt bao năm. Thời điểm vụ việc xảy ra, cô nàng gần như rơi vào tuyệt vọng, gia đình đã phải luôn túc trực ở bên để trấn an tinh thần cô. Bản thân Châu Bùi cũng từng thừa nhận cô đã nhiều lần phải trốn vào WC để khóc giải tỏa tâm trạng, không để người thân lo lắng. Vậy nhưng chỉ sau vài tháng, Châu Bùi lại gặp thêm một cú sốc lớn chẳng kém. 10 năm làm nghề, lúc nào bản thân và ekip cũng rất cẩn trọng nhưng vẫn gặp phải trường hợp đáng sợ này. Chính Châu Bùi cũng chẳng thể ngờ bản thân lại trở thành nạn nhân của camera quay lén. Bao kiếp nạn cùng dồn hết về phía Châu Bùi, cô nàng đã phải rất cố gắng mới có thể vượt qua được. Số lận đận là vậy nhưng rất may trời thương bù đắp cho cô nàng một anh bạn trai 10 điểm. Mỗi lúc bạn gái gặp chuyện, Bình Di luôn ở bên chữa lành cho cô. Cả hai đã hẹn hò được hơn 4 năm nhưng cuộc sống lúc nào cũng ngập trong màu hồng. Bình Di cưng chiều người yêu thì chỉ có số 1. Từ rapper cung ngầu yêu em một cái bỗng thành boy si tình. Mới đây, cặp đôi còn vừa cùng nhau vi vu trời Âu, hạnh phúc chẳng khác gì mấy cặp mới cưới. Nhìn cách hai người yêu nhau mà dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Cuộc sống của Châu Bùi có quá nhiều kiếp nạn, nhưng có lẽ nhờ Bin Di ở bên mà cô nàng mới có thể mạnh mẽ vượt qua được những sóng gió đó. Đúng là sóng gió gì cũng chẳng sợ, miễn sao có anh ở bên. Sau vụ việc camera quay lén, fan cũng rất mong Bin Di sớm xuất hiện để ở bên chăm lo cho cô người yêu. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!